lời Chúa theo Thánh Luca, chương 6, câu 6 đến câu 11. Một ngày Sa-bát khác, Đức Giê-xu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-xêu rình xem Đức Giê-xu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-xu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?" Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra." Anh ấy làm như vậy, và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-xu không. Quý vị và các bạn thân mến, có một dạo trên truyền hình quốc gia, người ta làm chương trình 60 phút mở. Trong đó, họ đặt vấn đề làm từ thiện để làm gì. Trên mạng Internet còn lưu lại chương trình đó. Sau khi phát sóng chương trình, cư dân mạng ném đá MC chương trình là tiến sĩ Tạ Bích Loan và những khách mời của chương trình ấy tơi tả. Cách đặt vấn đề và cách lèo lái người xem vào câu chuyện làm từ thiện có dụng ý làm cho những người có lòng thiện thật sự cảm thấy bị sốc. Sau câu chuyện đó cũng lắng xuống, và chương trình ấy cũng dẹp tiệm vì bị công luận phản ứng mạnh mẽ. Câu chuyện xã hội ấy khơi gợi lên cho chúng ta về tính hiện thực của câu chuyện phúc âm hôm nay. Khi Chúa Giê-xu cũng bị người Pha-ri-xêu chất vấn về việc cứu chữa người bệnh trong ngày Sa-bát, tính hiện thực hôm nay của tin mừng là gì? Làm từ thiện phải xin phép, phải trình báo, phải báo cáo, phải nói rõ nguồn gốc quà cáp ấy từ đâu. Không có giấy tờ thì e cũng khó mà làm từ thiện. Chuyện dở khóc dở cười là có những người mang quà từ thiện cho vùng sâu vùng xa còn bị câu lưu, bị hạch sách và làm khó khăn đủ điều. Chúa Giê-xu làm phép lạ chữa người khô bại tay, người thể hiện uy quyền trong tình thương vô hạn với con người. Mà tình thương thì không có giới hạn không gian, thời gian, làm ở đâu và bất cứ lúc nào. Giống như việc cứu người như cứu hỏa, gấp rút, không thể trì hoãn. Phải chăng não trạng Pha-ri-xêu cũng in hằn trong nếp nghĩ của nhiều người, nhất là giới cầm quyền nhiều nơi cho đến ngày nay? Làm việc lành phải xin phép, giúp đỡ người khác phải có chứng nhận, làm từ thiện phải trình báo, cấp cứu người khác phải được cấp giấy. Xã hội ngày nay, người ta có thể lợi dụng việc làm tốt để đạt mục đích cá nhân. Nhiều người xây chùa chiền, cúng kiến từ tiền tham nhũng, từ các thu nhập bất chính hay tội phạm. Nhiều người làm từ thiện để quay phim chụp hình hay đánh bóng tên tuổi. Cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng khi làm việc lành với sự chân thành, chúng ta không cần đến những điều đó. Chúa biết mọi sự, Chúa biết ta làm vì điều gì. Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy chúng con luôn biết yêu thương, biết làm việc lành, biết sống đạo đức, không phải vì hư danh, nhưng vì chúng con nhìn thấy Chúa trong anh chị